Xin chào mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Vaio nha mọi người. Phải nói là cái con này là hoạt động hoàn hảo và nó không có lỗi lầm gì hết. Hôm giờ cũng khách hỏi mình là cái tầm dưới 4 triệu mà con nào ngon mà chất mà ok nữa xài sướng thì mình nghĩ chỉ có con này thôi. Và nó cũng còn sót lại có đúng một con à trong cái năm nay. Nên là mình xả luôn. Màn hình 13.3 inch Full HD. Màn hình thì rất là đẹp, Vaio lúc nào cũng chất lượng hết. Chưa bao giờ mà mình thấy nó là thiếu cái gì hết. Đặc biệt là màn hình nó là Full HD nè. Máy thì là nhẹ, gọn 13.3 inch. LED phím rồi đầy đủ hết. Và nó thiết kế rất là chất lượng mọi người. Người ta làm rất là chất lượng luôn á, từng chi tiết. Hai ngõ USB nè, ngõ sạc bên này thì ngõ màn hình, rồi HDMI, rồi mạng LAN, USB tai nghe. Mỏng ha mọi người, khi mà mình dựng như thế này cái máy nhìn nó rất là sang đẹp. Vaio thì nó cũng sang nữa mọi người. Rồi xài Vaio thì đẹp. Phím thì nó cũng đẹp mọi người, phím thì có LED và mình có dán phím quốc tế, mình dán luôn như thế này là để cho mọi người thấy là sau khi dán phím thì nó như thế nào, chứ phím thì nó đẹp nha, không có bóng đâu. Phím đẹp, mình có tặng thêm cho mọi người một tấm nữa để mọi người sơ cua, là ví dụ như mọi người không có tin mình thì mọi người lột ra để dán lại, có thể là nó sẽ đẹp hơn mình dán. Tại vì cái này thì nãy dán cũng hơi vội á, thành ra là nó cũng không có được đẹp lắm. Mình sẽ tặng thêm để mọi người về, mọi người thích thì lột ra dán ha, nhìn mỏng đẹp lắm. Cấu hình nó là Vaio i5-6200 nha mọi người. RAM 8GB, SSD là 256GB. Cấu hình này thì văn phòng là thoải mái, con cái học hành online hoặc là giáo viên rồi vậy á, soạn thảo bán hàng online các kiểu. Đây nói chung là đây là cái laptop mà dành cho dân văn phòng, xài thoải mái các tác vụ văn phòng, máy không có lỗi làm gì hết. Bây giờ qua ở bên ngoài nha. Ở bên ngoài thì như thế này ha, chữ Vaio rất là bóng đẹp, nhìn hướng này thì thấy đẹp thực sự. Ở đây thì nó không tránh khỏi được những cái vết bóng, vết mòn đã qua sử dụng á mọi người, mà đặc biệt trên màu đen nữa. Màu đen thì nó khó, dễ thì dễ, nhưng có nghĩa là dễ là sau này mọi người xài hoài thì nhìn nó cũng như vậy thôi, mà khó là nhìn màu đen thì muốn quay cho nó đẹp nó cũng khó lắm. Thì đã qua sử dụng rồi thì không thể nào tránh được cái vết nè, hơi bóng một tí nhìn nó đã khác rồi, kiểu như vậy. Đây chỗ này có hàng sticker nè, nhưng mà nếu mà nói về bể vỡ rồi hay là cứng xước nứt đồ là không có. Đây nha, cái bàn rê chuột, cái này là cái gì quên rồi, nẹp nhôm là đẹp nè, mướt rượt luôn, không có bị cấn một tí nào luôn. Bên này cũng vậy, nói chung là máy là sạch sẽ, tương đối đẹp. Đây có xước một tí thôi mọi người, còn lại là ở bên trong là ok hết. Và mình báo giá mọi người con máy này là 3.9 triệu cho con Vaio, pin trên 3 giờ nha mọi người, kèm sạc zin, máy là hoạt động hoàn hảo. Mình không thấy cái lỗi làm gì hết trơn. Dưới 4 triệu, đại khái là 3.9 triệu là con máy này là quá ok luôn. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha. Luôn luôn bao zin mọi người. Máy là tình trạng sao là mình sẽ báo như vậy, máy đẹp thì có giá đẹp, máy xấu thì có giá xấu. Cho nên đó là mọi người cứ theo dõi kênh của mình, cảm thấy ưng ý cái mẫu nào thì nhắn qua cho mình ha. Mà dù xấu đẹp hay là dù rẻ, dù đắt hay như thế nào đều có bao zin hết. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.